đại dịch Covid-19, đội ngũ y tế đã trở thành những chiến binh áo trắng, hy sinh cả thời gian, sức khỏe của bản thân để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nhiên, đằng sau sự hy sinh thầm lặng ấy là những lo âu, căng thẳng, thậm chí là kiệt sức về tinh thần. Điều này đã dẫn đến những tỷ lệ nhân viên y tế mắc các vấn đề về sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng. Thì giai đoạn dịch Covid bùng phát, số lượng bệnh của tại khoa đã tăng lên 200, có khi 250. Và với nhân lực nhân viên y tế mình cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, làm cho mình rất là lo lắng. Khi mình vô nhận trực, mình không biết là bây giờ mình phải làm gì với số lượng con như vậy. Thì là mang một cái tâm lý mà lo lắng, sợ hãi như vậy. Thì dĩ nhiên mình vô mình làm việc nó cũng không có còn hiệu quả nữa. Giảm sự tập trung thì làm sao mà mình có được cái sự sáng tạo trong công việc nữa. Tại thời điểm dịch Covid, những bệnh nhân mà diễn tiến suy hô hấp nặng, áp lực đầu tiên có lẽ rằng là nhìn bệnh nhân chuyển biến nặng quá nhanh. Thời cao điểm nhất của Covid lúc đó là khu vực thở máy có thể lên tới 14 bệnh, rất là đông và nhân lực rất là mỏng. Thì thể xác thì coi như là mệt mỏi, rồi mất ngủ, rồi có thể rằng là đau dạ dày, rồi do rối loạn về cái giờ giấc ăn uống. Còn về tinh thần thì kiệt quệ, thức đêm nhiều, rồi phải lo lắng. Nói về áp lực trong đại dịch thì có rất nhiều. Áp lực về quá tải công việc là tại vì ngoài cái chuyện trưởng phòng điều dưỡng thì còn áp lực các cái bệnh viện dã chiến mà thuộc bệnh viện phụ trách. Rồi tại bệnh viện cũng có thêm một cái khu chuyên điều trị cho bệnh Covid. Vì bình thường mình làm có một, bây giờ mình làm tới ba thì mình hoài nghi không biết mình có đáp ứng nổi công việc hiện tại hay không. Cái gì mình thấy mình cũng khó chịu hết, mình không có tin. Thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không tin. Và mình cứ mãi một cái dòng xoay lẩn quẩn như vậy, cho nên làm mình rất là áp lực và rất là khó chịu trong cái giai đoạn đó. Từ những vấn đề trên, chương trình nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế đã được khởi xướng và tiên phong triển khai bởi Bệnh viện Hùng Vương. Chương trình này đã tổ chức 28 buổi trò chuyện với các chuyên gia tâm lý cho nhân viên y tế. Sau đó, biên soạn và xuất bản sổ tay tâm lý, biên soạn 14 video clip hướng dẫn các bài tập nâng đỡ cảm xúc đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, qua đó đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại bệnh viện. Thật sự rất là biết ơn ban giám đốc đã nghĩ ra một cái chương trình nó giống như một cái liều thuốc gì đó cho tất cả nhân viên y tế, không chỉ đối với riêng Phúc. Thì nhận được cái gọi là cái sản phẩm của ban giám đốc được gói gọn trong một cái cuốn mà sách Gửi Trọn Yêu Thương á. Thì cái cuốn mà Gửi Trọn Yêu Thương đó nó giống như là một cái giáo khoa cơ bản dành cho mình chữa lành cái tinh thần của mình, để mà mình có tiếp tục có động lực, mình giống như mình sau một cái giai đoạn mà tổn thương gọi là sâu sắc về mặt tinh thần, cái mình được một cái liều thuốc. Và thời điểm đó mình sẽ có những cái buổi mà trò chuyện qua Zoom, tại vì thời đó là cách ly mà, coi như mình đâu có làm được. Thời điểm lựa chọn là thời điểm mà buổi tối khi mà mọi người đang về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi về nhà nghỉ ngơi rồi thì người ta luôn luôn có những cái cảm xúc mà tiêu cực mà nó kéo từ bệnh viện về. Những cái cảm xúc tiêu cực đó thì mình phải nói ra, thì coi như gì đó nó mới bớt được phần nào. Và có sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý thì sẽ giúp cân bằng lại những cái cảm xúc đó hơn. Thì bản thân mình thì thấy được rằng là những cái áp dụng của nó rất là nhanh và rất là thực tiễn, giúp mình lấy lại được cái cân bằng và sức khỏe để mà tiếp tục phục vụ bệnh nhân khu K1. Thì mình thấy rằng là mình rất tâm đắc, bởi vì nó giống như là một cái giải pháp mà cụ thể, mà mình trong đó mình chọn một cái giải pháp nào nó phù hợp với bản thân. Và rất may mắn là Diệp chọn được một cái bài là tĩnh lặng. Và mình tĩnh lặng thì từ đó mình áp dụng cái công thức đó, thì mình thấy đúng là rất là hữu ích cho chính cá nhân. Thì một cái mong muốn của Diệp là trong cuộc đời mình đừng bao giờ mình gặp lại một cái đại dịch thứ hai. Nhưng với chương trình này không phải đại dịch mới phát sinh ra, mà mình nên, nếu như có cơ hội thì chương trình này nên được nhân rộng và nên được tái lập lại ít nhất là hàng năm,
để chi cho những bạn được cơ hội để tiếp cận. Tại vì thấy nó rất là hay, tại nhớ nhiều cái lựa chọn cho mỗi cá nhân, cho mỗi hoàn cảnh cụ thể. Tức là anh gặp cái khó khăn đó, nhưng anh có thể anh chọn cái công cụ nào phù hợp với bản thân mình, phù hợp với hoàn cảnh của mình và áp dụng vào thực tiễn thì nó có cái kết quả. Thì dì mong rằng cái chương trình rất là hay và nên được nhân rộng và sẽ tiếp tục có những khóa tiếp sau này. Chương trình nâng đỡ sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế của Bệnh viện Hùng Vương là một mô hình sáng tạo, hiệu quả và cần được nhân rộng. Đây là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đội ngũ y tế, những người đã và đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.